Chiến sự Trung Đông, Mỹ điều tàu sân bay thứ hai đến địa Trung Hải. Bất chấp sức ép quốc tế, quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công tổng lực vào giải Gaza, bắn phá hàng trăm mục tiêu khác nhau tại nhiều thành phố và thị trấn thuộc khu vực phía Bắc và trung tâm Gaza. Chiến dịch tiếp tục có sự tham gia của cả lực lượng không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh, diễn ra gần như không ngừng nghỉ từ đêm ngày 27 tháng 10 đến đêm ngày 28 tháng 10. Theo truyền thông khu vực, cường độ và tần suất các cuộc tấn công ngày 28 tháng 10 là dài đặc và ác liệt nhất kể từ đầu chiến sự ngày 7 tháng 10. Trong khi đó, nhiều nhà quan sát lo ngại Israel sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công vào Gaza, nhất là sau tuyên bố hồi tối qua của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc chiến tại giải Gaza sẽ rất khó khăn và kéo dài nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là xóa sổ phong trào Hồi giáo Hamas. Trên mặt trận ngoại giao, Bộ Ngoại giao Israel hôm qua đã quyết định triệu hồi các nhà ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ về nước để tham vấn, nhằm phản ứng với tuyên bố cùng ngày của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Trước đó phát biểu trước đám đông người biểu tình tại thành phố Istanbul nhằm lên án chiến dịch tấn công của Israel vào Gaza, Tổng thống Erdogan khẳng định sẽ sớm công khai về thế giới về những tội ác chiến tranh mà quân đội Israel thực hiện tại giải Gaza. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời kêu gọi Israel tiết chế sự điên rồ và dừng ngay lập tức các cuộc tấn công vào Gaza. Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý khác, truyền thông Israel hôm qua cho biết quân đội Mỹ đã triển khai thêm nhóm tàu sân bay USS Eisenhower đến khu vực Địa Trung Hải để hợp quân với nhóm tàu sân bay USS Zerafos đã được triển khai trước đó. Kể từ khi chiến sự nổ ra giữa quân đội Israel và Hamas hôm 7 tháng 10, Mỹ đã điều một lượng lớn chiến hạm và binh sĩ tới khu vực nhằm bày tỏ tình đoàn kết với Israel, đồng thời gian đe các nhóm vũ trang chống đối nhà nước Do Thái tại khu vực.